quốc trường sinh con cháu cầu vương mẫu chưa trao mà bút chữ tự Nam Tào. Con cháu mạnh khỏe bình yên và các con cháu cũng ngày đêm khấn cầu thần Phật độ trì cho vong hồn sớm được siêu thoát. Nhân hôm nay giữa hai đầu nỗi nhớ và là tuần năm tứ kiểu, các con cháu nghĩ rằng hồn cha sống sao đắc vậy, chén rượu thường xin dâng cha bát cơm canh. Đây là lễ mọn lòng thành kính mời tiên tổ đệ huynh họ hàng cùng về trước ninh sàng chứng giám phù hộ cho gia đình con cháu mạnh khỏe bình yên. Nay tuần rượu đứa nhất các con cháu dâng lên mời chân linh gia tiên nội ngoại về trước linh sàng nay năm yên hưởng. Trước tiểu rót rượu cúc cục quái lễ bốn đệ. Phật mình dài như trượng chốn tùng lâm rồi cũng hóa thân kìa, như thái thượng lão quân thi phù sát quỷ cũng hóa thần hóa tiền rồi cũng phó về biển nước chảy, đến bây giờ chẳng thấy hơi tăm kìa. Ông bành tổ sống tám trăm năm, đến khi số tận cũng đành mà thôi. Chôn thay hay như ông nhan nồi, 32 tay tuổi hai tay buông xuống cũng thôi. Thế mà trẻ ai già ai mà tránh khỏi, có ngọc ngà dễ đổi được đâu. Chẳng qua kẻ trước người sau, thiên cơ đã định cũng âu một lần. Dẫu thánh quân tam hoàng ngũ đế có thọ chăng cũng chỉ trăm năm, rồi ra cũng thoát về âm. Ai tránh khỏi vòng trần mà tránh, kìa nhau thần nông cùng ông biển thương. Nam thuốc thánh đã nổi đơn thần, cũng bỏ lòng cứu kẻ mệnh chung, cũng không cứu được những người số tật. Thần thầy hoàng chuyển núi đập sông, cũng không tránh khỏi số rời mà đi. Thương thay như tấn tốc nương tề, chu tần hát ngụy đều về tay không. Kẻ nhông tề cảnh công một mình nghìn cỗ xe rồng nghênh ngang, đến khi nhất đám vô thường cũng đánh bỏ lại chẳng mang đi cùng. Thương thay hạng vũ anh hùng cũng đành bỏ lại bên dòng ố răng, khổng phu tử là bậc thánh nhỉ.
niên, 72 sĩ tử còn nguyên người nào. Sạch trùng vương khải giàu sao, cũng không đem của để vào thế thân. Kẻ như mạnh thường quân 3000 đầy tớ 500 kiếm cờ. Những người ấy bây giờ đâu hết việc thiên cơ, ai biết chẳng ai dẫu làm nên nhà cửa lâu đài. Hình hoài quan quách cũng ra ngoài đồng hoang, dẫu làm nên đai tía xiêm vàng, đua tranh danh lợi cũng bằng như không. Cuộc đời như nước lưu đông, sống thời hăng hái anh hùng đến đâu, trăm năm nào có gì đâu, chẳng qua một đám cỏ nông xanh gì. Hoa hoa ba tiếng ra đời, ô hộ ba tiếng ra người trăm năm. Ba đất đất ngùi sóng là hết, chính suối vàng gửi thiện gửi xương. Hồn ơi nhất đám vô thường, cốt sao để lại tiếng thơm ở đời. Hồn ơi hồn nghe lời khuyên nhủ, hồn đừng có hối hận làm chi. Chữ rằng sinh quy tử quy, trăm năm dài ngắn thôi thì là đây. Nhân hôm nay là tuần năm 49, có chén rượu nhạt, tay con cầm tay con rót. Mâm cỗ xoàng có vị ngọt vị chua, lòng thanh đạm bạc muối dưa. Lưng cơm quà trứng với những tà kim mi ngân. Nguyện linh hồn cha tựa lương chư Phật, nhờ chân ngôn bí mật tối tinh. Về đây thu hướng đan thành, nâng cơm chén nước cơm canh cũng ngang. Nhân hôm nay còn tâm vốn chín, chúng con có tuần rượu dâng cha trong tề ô. Chúc tề ô cúc cung bái lễ bốn lễ. Yeah.
nằm dương một mình. Ngày hôm nay là tuần năm tứ kiểu giữa hai đầu nỗi nhớ mẹ con tôi sửa soạn thank you.
bắc rượu húc cũng quái mê bố thế. Thì lư bảo mới không tính hài quá tâm tất và thế chí huy bạc mắt đức thì trung tân tài đáng kể liên tài hoạt nhập tiêu đao thần thế tín phượng trà trần não liên khai kiểu quản trí hoa phật thù nhất sinh kỳ ký giáo hiệu vãng sinh chân vô cả nước. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Ông chồng con mà chồng cũng quậy đâu, chồng cũng biết quậy.
việc cúc trời hoặc bất vật khi hoặc tâm trưởng hoặc đầu đi tiếp ra. Bất vật tiếp tục ưu bất dụng ra thể vật khi thỏa lúc đó có cấu nhá, cấu quá chết đâu.
Ra nó nổ ở đâu bây giờ? Nổ lốp xe rồi. Có thể duyên ra tôi kinh tạm gọi tiền đến Yeah.
tiếng con xa đời mất đi đồ là cố danh vi bằng nhà thì có chúng sinh vô yêu chúng cô đang dù chưa là cố danh cường là tiếng xa đời mất đời mất không là quá đồ thành tiếng như lì trong nước trang nghiêm nhiều xa đời mất đi bằng quang bò trong đá thiên ra bằng kim vi để thu ra đồ thời cố duyên bạn là na hoa thì rồi chúng sinh trong thế thành các ca thế muốn cường là quá đồ thì công đức trang nghiêm cũng xưa xa đời mất tuy có thương nếu trùng trùng thì đều càng sát đi thôi bao giờ sinh ra thế ta là vì bằng quá độ vô tham ma tạo xa đời mất thì phật quá độ dành vô ác tạo khi danh nhà huống nếu tự thì chưa chúng chiêu tây thì a di đà phật còn minh hóa bất điều lưu biến hóa giờ tăng giá loài vẫn bị đời mất thì bằng quá độ thành điều như thì công đức trang nghiêm
Thiết bạn vật giai không khác trần vọng nghiệp tam nghiệp tiêu không án quang lại
nhẫn tăng thuộc đông phương giáp bắc bộ nội tam ngoại nhớ tám tục chi thức nhất thiết chư oan kiểm thủ chấp đối tam thế oan gia thế tôn hữu sắc đất đắc. Thank you.
Thank you.
trừ oan trái về miền Tây Phương giải kết là lại oan tết nó giải liễu tiền xây oan trái nhờ bát thiên phạm chiếc giải oan tù Thank you.
Yeah.
quán kiếp ba dài. Niệm kinh đắng tí nhân công vật nghi lực mà. Hồi lại với luyến sinh nhân, nhất thời vân đại ám cấp cấp. Lại tết xa tay cầm tích trọng Minh Châu, quá nghìn thế giới ngục sâu quy hạ. Từ âm phủ cho tới dương gian, chiếu đâu cửa ngục mở oan. Tức thì ơn đức địa lạc từ bi giải oan, cứu khổ cho các vong linh hồn về Tây Phương giáo yêu. We'll be right back.
Thank you.
Yeah.
Tiểu quân tiểu quân tiểu quân tại đất ta.
Thank you.
phó cho chủ nhà đã có chưa? Nâng hàng vật thịnh vinh hoa công đường, chính là địa biểu thiên trường, ấm phong biểu tập các vương tiểu thời. Hiện nay phấn cho tô chủ nhà sinh con ở cái đề đa càng nhiều, ý ngư phúc phong yêu, phúc cho thiết chủ sắp nở con ra hoan hồn đánh đơn, lấy về trồng ở ngoài sân, nở ra tươi tốt thanh xuân già là. Cây này phấn cho hung ngưng đem về tu, bạn có hai cây hiệu là cây giấy đi cũng phân, đánh mình một thân. Nghe thầy dạy bảo khuyên dân chúng quay xem về nó đỏ ra ngon, ấy là phúc cả hãy còn luôn luôn. Oan ra thầy mới phân sâu chứng lại lấy giữ để hầu làm nghi, đem về dưới chốn âm đi, âm dương cách biệt phân đi hai phường, mã đậu đôi phong sẵn sàng của nhà sản phẩm thế gian hàng dùng. Phân cho tiết chủ một phong để làm giống mà trồng dưỡng gian, sinh nhân thịnh vượng cháu con văn chi mổ mất thiên nhiên di truyền. Một phong phó cho oan hồn đem về ông phủ chớ còn vãng ai, giống mà trồng dân gian phong này có cho an ổn đem về ông phủ kẻo còn vãng ai, ấy là sản vật gia tài thầy đã chia khắp mọi loài gồm no. Lại có hai bức đồng từ âm dương lớn lợi chia ra hai phần, bức ngài phó cho an ổn siêu sinh tính độ cùng hòa công thêm à, phổ kê giải tính toàn ngũ đức phẩm thụ ngũ hành chi thiên địa chi thần quân thức nhân chi thiện ác, tư tín chủ phục hủy vong là lê anh đỗ văn mai, nội gia tiên tổ ngoại gia tiên tổ do hung thần ác sát hoặc do tiên tổ thần lam nhân họ nữ nhân thế đắc nữ nhân tinh ngô phùng ngành thánh hiền tuân như giáo pháp nhất đất cả kê ma hủ tín chùa thọ như bành tổ họ như bành tổ đi trạm kê ma hủ tín chủ thọ trường sinh phúc lò tam phúc lò tam trạm kê ma hủ tín chủ thọ trường minh phúc chỉ tín chủ trường riêng phúc chỉ cái này Yeah.
Cứ để chú ấy quay thoải mái. Chị ăn quay cũng được. Nó nổ đấy, nó nổ to lắm đấy, nó nổ bắn vào mặt đấy. Cái ống to che. Cái ống ở cái che kìa, cái chân thuyền kìa. Chị ăn mới quay này, cũng không quay nữa thôi. Chị ăn quay rồi. Quay lúc lỗ. Không. Phá ngục
giải oan thế kết thế thực cô hồn đế yên vì bát thương cầu nguyện âm siêu dương nở ơi sơn. Kính thần trai chủ nam tử đỗ văn chú đỗ văn bình đỗ văn sinh ngôn tử vũ thị mến hoàng thị nguyên nguyên thị nam nữ tử đỗ thị gái đỗ thị nan đỗ thị nga đỗ thị đệ đỗ thị sen tế tử phạm văn càn đà văn hạnh bùi văn hùng vũ văn điều hiệp thừa mẫu mạnh nguyễn thị đầm nội tôn nguyễn văn tài nguyễn văn hưng nguyễn văn bình đỗ đỗ văn tài đỗ văn hưng đỗ văn bình đỗ thị hoa đỗ khương duy đỗ tuấn anh phạm thị điệp phạm thị hằng đào hồng hải đào thị quyên bùi thị hồng phạm thị huyền bùi thị hồng bùi thị như quỳnh bùi thị kiều ngân vũ văn triệu vũ văn tân bùi văn tuân Nương Hải Hưng Nguyễn Văn Quyết Đặng Văn Hùng Phạm và Văn Thành Nguyễn Đình Huỳnh Nương Gia Huy Nguyễn Hải Nam Nguyễn Anh Thư Phạm Hải Đăng Đặng Phương Thảo Đặng Văn Tùng Phạm Hải Yến Nguyễn Đình Minh Khang Đồng Giang Dương Môn Nguyễn Đặng Tư Tương Phục Vị Kinh Tiến Trần Ninh Trần Ninh Hiển Khảo Đỗ Văn Mai Chính Hồn Nguyễn Mạnh Sinh Như Kỳ Mão Niên Mọi Nguyễn Nhân Tài Thủ Sinh Hưởng Thọ Bát Thập Tuế Đại Hạn Mậu Tuất Niên Thập Nhị Nguyệt Sơn Nục Nhật Nương Thời Thọ Trung Phụ Tiến Trần Ninh Gia Tiến Nội Ngoại Trần Ninh Đỗ Công Tử Trọng Bái Trần Ninh Thị Đoàn Thị Tài Trần Ninh Đỗ Công Tử Trọng Thông Thị Chính Thất Cao Thị Năn Thị Thứ Thất Na Tăng Thị Đàm Hiệu Diệu Thâm Trần Ninh Tổ Cô Đỗ Thị Ấn Đỗ Thị Dập Đỗ Thị Đầy Trần Ninh Đỗ Văn Nùng Trần Ninh Đỗ Văn Văn Trần Ninh Hoàng Thị Tèo Trần Ninh Đỗ Văn Na Nạ Trần Ninh Bùi Văn Nguyên Trần Ninh Phạm Văn Tiến Trần Ninh Đỗ Văn Đỏ Trần Ninh Đỗ Văn Đỏ Trần Ninh Đào Thị Đỏ Trần Ninh Ngoại Gia Tiên Trần Ninh Nguyễn Văn Điến Trần Ninh Trần Ninh Đặng Thị Diệp Trần Ninh Tiền Chủ Hậu Chủ Vô Danh Nam Nữ Trần Ninh Phạm Văn Cử Trần Ninh Hoàng Thị Tín Trần Ninh Trần Thị Gái Đằng Đằng Các Chư Vị Trần Ninh Đó có mẹ gia chủ đây đế bạc đồng thành mời về nó sập nghe kinh pháp bạc rồi chúng nó sập ăn non chưa tuấn cô hồ du sở không khí thịnh mời chiến sĩ trận bao vì khi nhiệm vụ nước trong trận tiền bao nhiều thức đặc đốt vương cho nên trên mặt hoàn toàn Thank you.
văn nghi rương dân hà đồng mong vì vui bán ăn hay cùng kính dân đô tiên nội á ai thiên cứ Việt Nam với hai bằng thành thiên nam đi quần đồng ai phần mỹ tô thân phố mỹ thế vũ đại ta thứ cơ phụng và thái nhân cũng xuân đi thiên thiên đi lễ tần luân tứ kiểu đi vì lô nhà ngay kính dân đô tiên nội á ngoại cấp phê phố mỹ tài quyền cầu ra nội bình an tài tâm động về tiến quân đi thọ sự đại vì lễ đi chủ chân ninh tứ kiểu chân ninh đỗ văn mai chính hồ nguyên bản sinh như kỷ mão niên mùi nguyệt nhật tài thủ sinh hưởng thọ bát thập tuế đại hạn mậu tuất niên thập nhị nguyệt sơ lục nhật nương thời thọ chủ phụ tiến chân ninh gia điên nội ngoại giáng võ nô hương chân ninh đỗ công tử trọng bái chân ninh đoàn thị tại chân ninh đỗ công tử trọng tâm chân ninh tỷ chính đất cao thì năng chân ninh tứ tỷ tứ đất tăng thì nam hiệu diệu thâm chân ninh tổ vô đỗ thì ấn đỗ thì diệu đỗ thì đầy chân ninh đỗ văn hùng chân ninh đỗ văn gian chân ninh hoàng thị tẹo chân ninh đỗ văn nạ chân ninh bùi văn nguyên chân ninh phạm văn tiến chân ninh đỗ văn đỏ chân ninh đỗ văn đỏ chân ninh đào thị đỏ ngoại gia tiên chân ninh nguyễn văn điến chân ninh đặng đệ diệp chân ninh chân ninh tiền chủ hậu chủ vô danh nam nữ đẳng đẳng các chư vị chân ninh đại khai chí kính minh như nhà chúa bê phá bi trần thế giới không nhân niệm liễu nhân diệu bác ngư thiên mâu bản vật tổng viên ni tông kim nhật hoàn cử quang cứu thế bích mâu sát sát thiếu trần cha mình chứ.